Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AF Mobile. Thì hôm nay mình sẽ đi cùng với Phúc để đấu 2-4. Vâng, và với bộ khủng long. Thì các bạn coi cái đuôi của con khủng long à. Nè 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 nè, coi nó làm gì nè. Đấy, nó lắc à, đấy, đấy, nó giật à, nó giật à. Nó giật à, nhìn tiếu vải đạn ra. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy xuống làng thông. Làng thông và thông lũng thì hai khu vực này, ê, thì hai khu vực này mình nhảy rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn nha các bạn. Thề luôn, mặc cái bộ đồ khủng long này vô là cỡ nào cũng bị săn nhiều nhất nè. Nào 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 nào, có súng không, có súng không? Rồi, mình thấy một khẩu súng lục rồi. Rồi rồi, chạy 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 là thượng sách. Lùm nâu lùm nâu. Ok, có một cái chảo trên mình rồi. Biết súng đâu, súng đâu, trời đất ơi. Có súng rồi, có súng rồi. Có súng rồi nha. Rồi kẻ nào? Thanh niên. Thanh niên xung phong. Làm gì? Làm gì nào thanh niên xung phong? Thanh niên kia đi đâu? Ơi, chạy đi đâu? Chạy bằng trời. Có chạy bằng trời không thoát khỏi khủng long đâu. Nào. Đâu rồi? Góc cây. chưa chết à? Dai thế nhỉ? Vâng, thanh niên mặt nạ chứng tỏ là rất là kinh khủng. Vâng, thanh niên mặt nạ. Làm gì? Làm gì nào? Nào, làm gì? Làm gì đau bụng hả? Đau bụng hả? Thanh niên này bị đau bụng rồi. Đau bụng. Ơi, where your hand? Có thuốc đau bụng này, uống không bạn ơi? Rồi thanh niên bò. Ơi, cái gì vậy? Cái gì đang chạy tới vậy? Cái gì đây? Để coi thanh niên này làm gì đã. Ơi, trên kia có xe xuống kìa. Thằng tay không khỏi cần nha. Trên kia có xe xuống này thì xe nè. Ôi chết, nó bắn gục bồ mình rồi. Này thì xe. Ok. Cứu đây. Rồi. Này thì cứu nè. Cứu. Vâng, một chảo chết hai cái thanh niên. Rất là kinh khủng. Này thì cứu nè. Quay tay. Vâng. Hai thanh niên này bị đau bụng mất tiêu rồi. Rồi, anh ta đang đau bụng, rất là đau bụng. Này thì đau bụng nè. Sao? Rồi một thanh niên đã bị đau bụng. Còn thanh niên này nữa thôi. Liệu rằng anh ta đau bụng luôn rồi. Rồi, anh ta để lại cái hũ cốt màu xanh. Kinh chưa? Các bạn thấy mình kinh chưa? Rồi lên xe đi săn thôi. Phúc ơi. Lên. Chạy xuyên hàng rào luôn, kinh thế. Rồi, bây giờ thì mình với lại AFK Phúc sẽ đi săn. Vòng đi săn nào. Để coi. Hiện tại trên bản đồ còn 22 thằng. Thì hai thằng mình phải chiến với lại là 20 thằng. Hên xui thôi. Chết thì thôi, chết chơi lại ván mới. Lo cái gì nào. Ui. Thôi, đừng kẹt xe. Ok. Như vậy là không kẹt xe. Khủng long biết lái xe nó phi thường vãi. Ê hạ. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và nhớ bấm nút chuông để mỗi khi mà mình đăng clip hoặc là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Nào, có ai ở đây không? Này thì hai thằng, bay. Vâng. Và hai người này thì núp này. Này thì bò này, đau bụng nè. Ok, các bạn thấy mình xử lý nhanh không? Cực kỳ nhanh nha các bạn. Cực kỳ nhanh và cực kỳ feel luôn. Vâng, hai thanh niên bay như là chim vậy đó. Kinh chưa? Vâng. Tiếp tục là mình sẽ tìm thanh niên thứ ba.
Thanh niên thứ ba đâu quanh quẩn đây thôi. Nào, có trên trời không? Lên luôn. Không có ai luôn rồi. Vâng, ok, thì mình sẽ đi... Ủa, Phúc rồi. Nó chạy lên trên làm gì rồi? Ok, chúng ta sẽ lên trên cùng với Phúc thôi. Lên xe, lên xe. Lên xe, ok. À, rồi, lên rồi. Nào, chúng ta tiếp tục xem là có kẻ địch nào xung quanh đây không. Thì ván này nếu mà là có lấy top thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Nhớ cho video một like nha. Anh tiện bấm lên nút like giúp mình nha. Ok, có ai không? Nào, nào ra đi đi, xuất hiện đi. Rồi, trong cái GAV này thì nói chung là không có ai cả. Mình sẽ chạy vòng vòng cái GAV này để xem nó đi đâu. Thì các bạn hay hỏi là cái gì ta? Cái Felicam đó thì nó là cái gì thì mình gọi là GAV. Đúng tên mà các bạn, đúng không? GAV đúng rồi. Nào nào, có gì không? Vâng, đồ rất là nhiều nhưng mà mình không cần nữa. Đấy, GAV kìa, nó chạy kìa. À, chạy theo. Chạy theo để có chấm đỏ. Nào. Có chấm đỏ không? Rồi, thua. Không có chấm đỏ rồi. Đổi xe cái đã. Nào, lên đây. Lên đây, đúng rồi, lên đây rồi, ok. Tiếp tục là màn đi săn cực kỳ nguy hiểm của AF Mobile. Nếu mà mình tổ chức giải đấm vàng thì vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu nha các bạn. Hàng tuần. Chủ nhật, thứ bảy thì có thể nha. Có thể thì mình sẽ stream ngẫu nhiên. Nên là các bạn vào kênh AS Mobile Streamer, các bạn đăng ký kênh và bật thông báo lên. Thì mỗi lần mình tổ chức giải đấm vàng thì các bạn sẽ được thông báo nha. Nào. À, có thính. Có thính là có người. Nào, có ai không? Nào. Hình như có một thanh niên ở đây nè. Đâu rồi? Ê, nó kìa. Ôi. Vô đây, hỗ trợ nè. Nè, tôi công luôn nè. Hỗ trợ sau lưng Phúc ơi. Hỗ trợ nè. Đây nè, công nè. Ủa? Phúc ơi! Đầu xanh, lên đi. Trời ơi, mình tưởng nó chạy sau lưng. Đầu phòng Phúc. Phúc lọc thỏ cái gì đây? Ok, như vậy là mình hết máu rồi. Ở trên đồi còn được phải. Có máu rồi. Hên quá. Tôi nói nó hên, cuộc đời nó hên thì làm sao. Đây cũng có máu luôn. Nóng ba luôn. Đầu phòng nãy vừa mới tìm được cái nóng ba. Rồi, thôi. Đi. Chỗ này hết vui rồi. Lên xe đi. Rồi. Ok. Tiếp tục hành trình nào. Mình là một tay lái lụa nha các bạn. Này, lái xe tông chết hai thằng luôn, kinh không? Kinh chưa? Cái hồi máu cái đã. Thôi chết sớm nữa, chết nữa. Nhìn cây máu còn nửa cây mà không, nãy giờ quên không hồi. Rồi thì trên bản đồ chỉ còn lại có, trừ hai thằng mình ra thì còn lại có 6 thằng mà thôi. Mới chết thằng rồi.
6 thăng nữa, đường lên đỉnh top đã bắt đầu rồi. Nào, đâu rồi? Có ai không? Ý, có đồ tăng giáp, có đồ tăng giáp, có đồ tăng giáp. Nón 3, giáp 3, auto win nha các bạn. Giáp 3 trắng, auto win. Rồi, như vậy là auto win rồi đó. Yên tâm rồi. Nào, có thanh niên nào không? Nào, nào. À, thanh niên bắn rồi. Rồi, bắn hộ đi bạn ơi, bắn hộ đi. Bắn đi. Ây da, đau nha. Từ từ chạy đã. Thôi, nó giỡn bắn thiệt kìa. Đậu phòng đó. Súng mình không có súng bắn xa này mới đau chứ. Biết Phúc có, Phúc có súng bắn xa nè. Rồi, bắn đi, thoải mái đi. Rồi, nó bắn thằng kia nằm luôn rồi, kinh chưa. Thấy, các bạn thấy Phúc bắn kinh chưa? Vâng, nó giết người rồi. Đồ ác độc, nó giết người rồi. Khốn nạn. Còn đồ chơi gì không? À, tay cầm 3. Ui, máu trên đây cả đống. Nào, có cục đôi nét thính nè. Ê, đau nha. Đau nha. Từ từ, cái gì nó cũng phải từ từ chứ. Này. Ok. Bắn hụt xong. KS. Ok. KS được phát tài rồi. Rồi, bản đồ chỉ còn 2 thằng nữa thôi. 2-2. Giờ 2-2 không chột cũng què à. Quay tay kìa. Vâng, anh ta đang thể hiện trình độ quay tay của mình. Mình sẽ đi kiếm thêm 2 thằng cuối cùng này. Để coi có đồ nè. Ý, ngon thơm. Đi thôi, ok. Rồi. À, thanh niên đây rồi. Đâu rồi. Thanh niên đâu? Ở đầu xanh. Nó đâu rồi? Ở kia bị bắn rồi nè, ở kia. Vâng, nó bắn như là ngày gãi ngứa mình các bạn ạ. Ui, một bắn ghê chưa? Kinh chưa? Bắn như là gãi ngứa vậy. Rồi, chỉ còn thanh niên cuối cùng nữa thôi. Thì mình chắc chắn 100% là thanh niên này sẽ bị ăn dao rồi. Ra đây đi. Nào, thanh niên kia đâu rồi? Ra đây đi. Nào. Ok, anh thanh niên này đâu mất tiêu rồi ta? Nào, ra đây đi. Nào, ra đây đi cho khủng long ăn thịt nè. Đây là khủng long ăn thịt. Ui, quả lưu đạn của Phúc à. Đậu phòng. Ok. Ui, nó nhây kìa. Đậu xanh, nhây. Này thì nhây. À, Đập nè. Ok, quăng lựu đạn tới đây. Nè lựu đạn nè. Ui. Rồi quăng tới đây, ta đập nè, quăng tới đây. Vâng, và đây là màn đập lựu đạn nha. Đập, ui. Quăng cao vậy ai đập? Đậu xanh. Này. Đập, đậu xanh đập không được rồi. Nào. Đập nè. Ui, đập không được rồi. Ok, như vậy là trong đây đập lựu đạn không được nha các bạn. Nó cầm cái gì vậy? À, nó cầm cái đồ gọi thính. Đậu xanh. Coi kìa tiếp chưa. Ui, nó quăng thiệt kìa. Tốn, không biết tốn à. Quăng, tao quăng luôn nè. Nè, quăng đi. Quăng. Ok, mình sẽ đợi cục thính này xuống.
thanh niên rồi nãy đang bắn ở đâu đó, đang khải ngứa bọn mình. Rồi, thính xuống rồi. Nào, sút nè. Ui, sút được các bạn kìa. Sút. Đậu phộng đó. Lại. Bực rồi. Nè, để mình sút thính thử cho các bạn xem nè. Như đá banh luôn. Đây. Thanh niên kia đang bắn rất là nhiệt tình ở trên kia. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Bò đang thâu về của chúng ta rồi. Nào, cục thính thứ hai đâu rồi? Vâng, thanh niên trên kia đang bắn rất là gắt. Cực kỳ gắt luôn. Rồi, thính xuống rồi. Nè các bạn xem nè. Nào, sút. Đù, ghê chưa? À đù. Các bạn thấy kinh chưa? Để mình kinh chưa? Đấy, sút thính này, thấy chưa? Đậu phong. Ơ ơi, đỏ đèn rồi. Đèn đỏ rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi xử cái thanh niên còn lại đây. Nó đâu rồi? Tới thính đây. Thằng này đâu rồi? Gốc cây à. À, cái gì nó không phải từ cho thanh niên. Uống máu rồi đã. Rồi, thanh niên. Đây, vâng, anh ta đang bị đau bụng. Vâng, thanh niên này đang bị đau bụng. Mình dám chắc là vậy luôn. Với giáp 3 trên mình, bao lô 3 trên mình, nón 2 và một khẩu MP4. Mình biết là anh ta đang bị đau bụng mà. Rồi, anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Vẫn là chạy. Rồi, chạy ngồi quấn máu. Vâng, một điều phi thường. Và bắn, đúng rồi. Vâng, tôi không biết làm sao anh ta không bắn khủng long mà anh ta lại bắn mình. Lại bắn phúc chứ. Ui chạy. Ui chạy là thượng sách. 36 kế chạy là thượng sách. Vâng, và thanh niên đã chết bo rồi. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và bấm nút chuông để mỗi khi mình stream hay là mình đăng video các bạn có thể nhận được nha, thông báo nha.